Động đất ở Kon Tum, bàng hoàng khi hàng chục tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống làng. Có hay không việc nhóm vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới chặn xe tư lệnh quân khu 4? 20 người thoát nạn an toàn trong vụ cháy khách sạn tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng, lãnh đạo Thừa Thiên Huế nói không thể chỉ đạo trả hoặc không trả. Kính chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Động đất ở Kon Tum, bàng hoàng khi hàng chục tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống làng. Ngày 1 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trà Gion, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở do động đất khiến hàng chục tảng đá lăn xuống làng Tô Hon, thôn 3 xã Trà Gion. Trước đó, trong chiều và tối ngày 30 tháng 11, tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra 6 trận động đất. Trong đó, 3 trận động đất đầu xảy ra lúc 16h42 phút và lúc 17h12 phút, có độ lớn lần lượt là 4 và 3,8 và 3,4 độ Richter. 3 trận động đất sau đó nhỏ hơn. Dù vậy, nhiều người dân trên địa bàn huyện Nam Trà My cho biết họ cảm nhận rõ rệt 3 đến 4 đợt rung chấn mạnh, nhất là 2 trận động đất đầu tiên. Nhiều người cho biết đã hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà. Đáng chú ý, tại làng Tô Hon, động đất đã gây ra tình trạng sạt lở. Với nhiều tảng đá rất lớn trên đỉnh núi Ngọc Mong, lăn xuống trên khu vực đỉnh làng cách nhà người dân khoảng 30 đến 50 mét. Tại hiện trường cho thấy, một tảng đá rất lớn đang nằm chênh vênh ở vực cao hoặc mắc vào một số gốc cây trong quá trình trượt lở và có nguy cơ tiếp tục lăn xuống gây nguy hiểm cho 17 hộ, với 69 nhân khẩu và điểm trường mẫu giáo tại làng Tô Hon. Sự việc đã được Ủy ban Nhân dân xã Trà Gion báo cáo khẩn cấp về Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Trà My đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Trà Gion khẩn trương tổ chức sơ tán khẩn cấp toàn bộ các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để tránh bị đá lăn trúng, đồng thời lên phương án xử lý sự cố sạt lở. Vào rạng sáng nay mùng 1 tháng 12, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cũng ghi nhận hai trận động đất có độ lớn 2,7 và 2,8 độ Richter tại khu vực huyện Kon Plong. Trước đó vào sáng ngày mùng 7 tháng 10, Viện Vật lý Địa cầu đã liên tục phát đi thông tin 6 trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Trận động đất đầu tiên trong ngày xảy ra lúc 0 giờ 45 phút 49 giây, có độ lớn 2,9, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.907 độ Vĩ Bắc, 108.181 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong. Chỉ trong khoảng 1 giờ sau, tại khu vực trên xảy ra liên tục 5 trận động đất khác với độ lớn từ 2,6 đến 3,5 độ, rủi ro thiên tai cấp độ 0. Trong đó, trận mạnh nhất có độ lớn 3,5, xảy ra lúc 1 giờ 19 phút 47 giây. Trận động đất gần nhất được ghi nhận lúc 1 giờ 39 phút 33 giây, có độ lớn 2,6, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.915 độ Vĩ Bắc, 108.234 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Theo Viện Địa lý Vật cầu, khu vực Kon Tum từng là nơi có hoạt động địa chấn tương đối ổn định so với nhiều khu vực trên cả nước, ít ghi nhận hoạt động động đất. Các trận động đất xảy ra vừa qua là động đất kích thích xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện, tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên. Trong những năm qua, tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum cũng đã xảy ra hàng trăm trận động đất với các cường độ khác nhau. Qua nghiên cứu kiểm tra, các ngành chức năng đã xác định các trận động đất xảy ra là động đất kích thích do hồ chứa thủy điện. Các trận động đất này có tính chu kỳ, có thời điểm xảy ra dồn dập nhưng có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện. Tính từ 0 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, trên địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra tổng cộng 7 trận động đất, trận lớn nhất có cường độ 4,2. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất đầu tiên trong ngày được ghi nhận xảy ra lúc 10 giờ 41 phút 43 giây, có độ lớn 3,2, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.904 độ Vĩ Bắc, 108.210 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Liên tục sau đó, tại khu vực này xảy ra 6 trận động đất khác. Trận gần nhất được Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận lúc 13 giờ 52 phút 42 giây, có độ lớn 2,7. Như vậy, chỉ trong khoảng 4 giờ, tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra tới 7 trận động đất,
trong số các trận động đất trên. Trận động đất mạnh nhất được ghi nhận có độ lớn 4,2, xảy ra lúc 13 giờ 5 phút 03 giây. Tất cả các trận động đất được ghi nhận có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trong những tháng qua, tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum liên tục xảy ra động đất, trong đó trận động đất lớn nhất có độ lớn 5,0, xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 10 giây ngày 28 tháng 7, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Có hay không, việc nhóm vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới chặn xe tư lệnh quân khu 4? Ngày 1 tháng 12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng nhóm vệ sĩ của công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sĩ Security chặn đường xe tư lệnh quân khu 4 để cho đoàn xe đám cưới đi qua là không chính xác. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên tuyến đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, có một đoàn xe đám cưới được nhóm người trong phục trang kiểu vệ sĩ ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, đã tạo ra những phản ứng tiêu cực trái chiều trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên cơ quan chức năng đã tiến hành vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, chiều 28 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Thanh Hóa tiến hành khám xét trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sĩ Security có địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan vụ việc đến trụ sở công an để điều tra làm rõ. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 29 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nhân viên công ty vệ sĩ Security, gồm Lê Kiên Quyết, sinh năm 1985, ngụ thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Hoàng Kim Trung, sinh năm 1996, ngụ phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, Nguyễn Đình Dương, sinh năm 1991, ngụ xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, và La Văn Thủy, sinh năm 1985, ngụ xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nhóm vệ sĩ của công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sĩ Security có chặn đường xe tư lệnh quân khu 4 trong lúc dẹp đường cho xe đám cưới ở Thanh Hóa. Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin trên là bịa đặt, không chính xác. Trước đó, như báo Người Lao Động đã thông tin, sáng ngày 29 tháng 11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn xe đám cưới ở thành phố Thanh Hóa được nhóm người mặc quần áo như vệ sĩ ra giữa đường chặn các phương tiện giao thông để cho đoàn xe đám cưới đi qua. Sự việc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, để lại nhiều bình luận trái chiều, trong đó đa số các ý kiến đều bất bình trước hành động trên của nhóm người mặc quần áo vệ sĩ. Bởi theo họ, nhóm người này không phải cảnh sát giao thông, không có nghiệp vụ để thực hiện hành động trên. Nhiều người bình luận còn đặt ra câu hỏi, đám cưới nhà ai mà khủng vậy, có cả đoàn vệ sĩ đi dẹp đường. Được biết, sự việc trên xảy ra trên tuyến đại lộ Lê Lợi ở thành phố Thanh Hóa, một trong những tuyến đường to đẹp nhất xứ Thanh. Thời điểm xảy ra sự việc được xác định vào ngày 24 tháng 11. Liên quan thông tin trên, luật sư Đào Thị Bích Liên, văn phòng luật sư Hà Hải và Cộng sự, nhận xét hành vi nhóm vệ sĩ tự ý đứng giữa ngã tư để phân luồng giao thông, ưu tiên đoàn xe sang đi đám cưới là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 100 năm 2019, sửa đổi bởi Nghị định 123 năm 2021 của Chính phủ. Điều này cho thấy sự phản cảm bày vẽ. Theo quy định hiện hành, chỉ có cảnh sát giao thông mới được điều tiết, chỉ huy, điều khiển, phân lại luồng, tuyến khi xảy ra kẹt xe. Việc các cá nhân mặc đồ vệ sĩ, sử dụng công cụ hỗ trợ tự ý phân luồng giao thông là hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến sự an toàn và trật tự giao thông. Nếu gây ủng tắc nghiêm trọng hoặc gây ra tai nạn, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nếu các phương tiện như xe gắn máy, xe ô tô trong đoàn xe vượt đèn đỏ dưới sự chỉ dẫn của nhóm vệ sĩ, đây cũng sẽ là hành vi vi phạm. Cụ thể, mức phạt của ô tô là 4-6 triệu đồng, tước quyền sử dụng bằng lái xe 1-3 tháng. Việc nhóm nghệ sĩ đứng giữa ngã tư tự ý phân luồng giao thông cho đoàn xe sang đi đám cưới không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông.
Hành động này tạo tiền lệ xấu, dễ dẫn đến những hành vi tương tự từ các cá nhân hoặc tổ chức khác, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến quyền lợi chung của mọi người khi tham gia giao thông. Việc xử lý nghiêm minh, kịp thời không chỉ để đảm bảo tính răn đe mà còn góp phần xây dựng ý thức tôn trọng pháp luật và duy trì an toàn giao thông cho xã hội, luật sư Đào Thị Bích Liên nói. 20 người thoát nạn an toàn trong vụ cháy khách sạn tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hơn 5 giờ ngày 1 tháng 12, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại một khách sạn trên đường Thiên Hiền, quận Nam Từ Liêm. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Nam Từ Liêm, Đội Chữa cháy khu vực 2 và Tổ Chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng 4 xe chữa cháy, xe thang và thiết bị chuyên dụng tới hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là phòng nghỉ của nhân viên tại tầng 1. Các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận, triển khai phương tiện dập lửa. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã chủ động tiếp cận các tầng 3, 4, 5, 6, nơi đang có đông người tập trung, khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ những người mắc kẹt, di chuyển qua cầu thang sắt bên ngoài. Các lực lượng tham gia chữa cháy cũng đã động viên tinh thần những người đang có mặt tại hiện trường vụ cháy, không để xảy ra tình trạng hoảng loạn. Đến khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được các lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã bảo vệ không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Trong vụ cháy này, có khoảng 20 người dân đã được hướng dẫn thoát nạn an toàn. Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng, lãnh đạo Thừa Thiên Huế nói không thể chỉ đạo trả hoặc không trả. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định vé số xổ số liên quan đến tiền phải làm theo quy định, không thể chỉ đạo trả hoặc không trả thưởng. Ngày 1 tháng 12, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã có buổi làm việc với lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế, gọi tắt là công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế, liên quan đến thông tin vụ một người dân trúng thưởng giải đặc biệt 2 tỷ đồng nhưng không được trao thưởng. Ông Phương cho biết, vừa qua báo chí đưa tin sự việc này nhiều, có dư luận và có người hiểu. Có người không hiểu nên với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế, ông đã làm việc với lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế để nghe báo cáo. Đồng thời, ông đã chỉ đạo công ty nếu cần thiết phải nghiên cứu kỹ các thông tư, quy định để có thông tin lại sự việc này một cách chính thống, đa chiều. Báo chí có gì cứ liên hệ chủ tịch hoặc giám đốc công ty để nắm thông tin. Anh em bán xổ số thì mong muốn họ trúng chứ. Nhưng mà xổ số là tiền nên cũng phải thận trọng, phải làm theo quy định pháp luật và quy định xổ số trúng thưởng. Mình không thể chỉ đạo bảo trả hoặc không trả được. Báo chí cần thông tin hãy liên hệ chủ tịch, giám đốc công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Phương nói, chúng tôi đang cố gắng liên hệ với ông Trần Viết Nguyên, chủ tịch, và ông Lê Trung Phước, giám đốc công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế, để nắm thông tin sau chỉ đạo của ông Phan Quý Phương để thông tin đến bạn đọc. Như báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 14 tháng 11, bà Nguyễn Thị Ngờ, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, mua 2 tờ vé xổ số của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đó, bà kẹp 2 tờ vé số vào tờ tiền polymer rồi bỏ trong túi áo. Do sơ suất nên gặp mưa ướt, dính lại với nhau. Chiều cùng ngày, bà Ngờ lấy vé số ra dò thì tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, bị rách phần lề rất nhỏ ở phía dưới. Ngày 15 tháng 11, bà Ngờ đưa 2 tờ vé số trúng thưởng ra công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, lãnh đạo công ty hướng dẫn, sau đó cùng bà đem 2 tờ vé số sang công an tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu trưng cầu giám định. Bà Ngờ là người chi trả 12 triệu đồng để thực hiện trưng cầu giám định. Sau đó, công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế nhận kết quả trưng cầu giám định, nhưng từ chối cung cấp cho bà Ngờ. Ngày 29 tháng 10, công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ, riêng tờ trúng độc đắc thì không trả thưởng. Trong văn bản gửi cho bà Ngờ ngày 14 tháng 11, công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế nêu lý do không trả thưởng là do đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số,
mất chân chữ số hàng đơn vị. Phần rách rời đã không còn, không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu. Vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng. Kết luận trưng cầu giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt của bà Ngờ do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện, khẳng định tờ vé số này không bị làm giả, các con số không bị tẩy xóa. Hiện tại, bà Ngờ đã làm đơn khởi kiện công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế ra Tòa án Nhân dân thành phố Huế. Truy tố cựu Bộ trưởng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố bị can Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ 1 Văn phòng Chính phủ và Nguyễn Hồng Giang, cựu Vụ trưởng Vụ 2 Thanh tra Chính phủ cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Có 6 người bị cáo buộc phạm tội, nhận hối lộ gồm Trần Đức Quận, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, Trần Đức Hiệp, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Lê Quốc Khanh, cựu phó cục trưởng cục 2, thanh tra chính phủ, Hoàng Văn Xuân, cựu thanh tra viên chính, thanh tra chính phủ, Nguyễn Nho Định, cựu thanh tra viên, thanh tra chính phủ, Nguyễn Ngọc Ánh, cựu thanh tra viên chính, thanh tra chính phủ, bị can Nguyễn Cao Chí, tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh, chủ tịch công ty đầu tư và giáo dục Văn Lang bị truy tố về tội đưa hối lộ. Theo cáo trạng, năm 2010, công ty Sài Gòn Đại Ninh được thực hiện dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại Lâm Đồng. Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2018, thanh tra chính phủ xác định công ty Sài Gòn Đại Ninh trong quá trình thực hiện dự án Đại Ninh có nhiều vi phạm nên kiến nghị Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án Đại Ninh. Biết việc này, bị can Nguyễn Cao Chí, chủ tịch công ty đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh. Cùng với đó, bị can Chí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi thay đổi, điều chỉnh trái pháp luật quyết định của nhà nước. Việc này khiến các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ thực hiện hành vi trái pháp luật khi ban hành kết luận mới theo hướng hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Sài Gòn Đại Ninh. Nhóm cán bộ tại Lâm Đồng thì đồng ý thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển dự án cho Nguyễn Cao Chí, rồi đồng thuận không thu hồi dự án. Những hành vi trên khiến dự án vốn phải thu hồi trở thành cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện, và người hưởng lợi là Nguyễn Cao Chí. Lý do, vị này bán dự án cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương thuộc tập đoàn Novaland với giá 27.600 tỷ đồng. Sau đó, phía Novaland đã trả 2.700 tỷ đồng cho bị can Chí và Viện Kiểm sát đề nghị tịch thu số tiền này. Trong quá trình can thiệp cán bộ nhà nước, bị can Nguyễn Cao Chí nhiều lần đưa hối lộ như đưa ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã mất 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng. Đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng như Lê Quốc Khanh 900 triệu đồng, Hoàng Văn Xuân 150 triệu đồng. Ngoài ra, bị can Nguyễn Cao Chí đưa hối lộ cho Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng 5 lần tổng số 2,1 tỷ đồng, cho Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng 7 lần tổng số 4,2 tỷ đồng. Trong vụ án, bị can Trần Văn Hiệp và Trần Đức Quận bị xác định nhận hối lộ rồi giúp Nguyễn Cao Chí thực hiện các bước triển khai, gia hạn dự án Đại Ninh trái quy định pháp luật. Đối với bị can Mai Tiến Dũng, cơ quan điều tra xác định với vai trò chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, mặc dù không được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư nhưng thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và do có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Cao Chí, bị can Dũng đã nhận đơn kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh từ chối. Sau đó, bị can Mai Tiến Dũng bút phê giao cho Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ 1 Tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc truyền đơn và giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, ra soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh trái quy định pháp luật. Sau đó, bị can Mai Tiến Dũng được Nguyễn Cao Chí đưa cảm ơn số tiền 200 triệu đồng. Bánh mì Cô Ba Bến Đình, nguyên nhân dẫn đến tử vong của cụ ông 71 tuổi. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có báo cáo liên quan đến vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại tiệm bánh mì Xôi Cô Ba Bến Đình, thành phố Vũng Tàu, trong đó xác định bệnh nhân tử vong là TVR, 71 tuổi, ngụ phường 11, thành phố Vũng Tàu, có ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Xôi Cô Ba Bến Đình, nơi 379 người khác cũng ăn, sau đó phải cấp cứu. Theo Sở Y tế, qua xác minh sáng 27 tháng 11, bệnh nhân có mua và sử dụng bánh mì kẹp thịt tại tiệm bánh mì Xôi Cô Ba Bến Đình.
bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm và nhập viện. Tối 27 tháng 11, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng và nôn ói, đến nhập viện tại Bệnh viện Vũng Tàu. Sau điều trị ổn, được xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi. Sáng 28 tháng 11, bệnh nhân tiếp tục nôn ói và tiêu chảy, đến nhập viện tại Bệnh viện Bà Rịa. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, thay van động mạch chủ sinh học. Trưa cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến khoa tim mạch lão học, được chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng tiêu hóa mức độ nặng, tổn thương thận cấp, thay van động mạch chủ sinh học, chẩn đoán phân biệt ngộ độc thực phẩm. Khoảng 16 giờ 10 phút, bệnh nhân tím tái, huyết áp không đo được, mạch không bắt được. Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu và chuyển khoa hồi sức tích cực, chống độc để xử trí, được chẩn đoán hồi sức sau ngưng tim, ngưng thở, choáng nhiễm trùng tử đường tiêu hóa, tăng huyết áp, thay van động mạch chủ sinh học, tổn thương thận cấp. Theo Sở Y tế, trường hợp tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm hiện đang chờ kết quả kiểm nghiệm thực phẩm từ Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. Liên quan đến vụ việc, chiều 29 tháng 11, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã chủ trì họp khẩn với Sở Y tế cùng cơ quan địa phương. Tính đến 16 giờ ngày 29 tháng 11, hệ thống giám sát của ngành y tế ghi nhận tổng số bệnh nhân đến nhập viện điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế Vietro Petro là 379 người. Trong đó, số ca nhập viện hiện đang được điều trị nội trú là 129 ca, có 6 ca nặng có tụt huyết áp, sốc. Sau khi xử trí, các ca bệnh hiện tại đều ổn định và được tiếp tục theo dõi sát. Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc điều tra xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại địa phương này. Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung mọi nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên, đồng thời tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc, điều tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Cùng với đó, tuyên truyền giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen, không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, xuất xứ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.